Anh đang la chim. Cái chim kìa. Đúng rồi, anh em mình đứng ra rồi tất nhiên vui dậy ngủ ghê thế là gì vậy ta đi sẽ này cứ gì vậy thế thôi đừng lại chim sáng ở đây sẽ chứ đây bốn giờ sáng đây cái gì vậy gì bốn giờ sáng đây để cho mọi người ngủ đi bốn giờ sáng rồi cái đây view đây phải chăm sóc chứ. lại gì đây? Bây giờ đừng lại gì? Thôi để ngủ đi. Thế anh gì ngủ thôi anh gì cười mà ngủ thôi đắp chăn lại cười để ngủ. Đây anh em mình đang đi ra công ty rồi mọi người. Ra công ty để tất niên. Dự kiến là sáng ngày mai có mặt. Đấy. Trên xe đi ra rồi. Không có ai chặn đi đấy tôi cứ như thế chứ ui gì không có ai cả luôn chỉ một hai anh em nằm một xe hai anh em đi xe 48 chỗ ui giời ơi hai anh em đi xe 48 chỗ ấy dầm định quang linh cũng về đâu cho mọi người ngày hôm nay chỉ có hai anh em mình là bảo vệ xe luôn nhá hai anh em mình bảo vệ xe 48 chỗ luôn đây này không có ai ngồi xe cho ai anh này sẽ không có ai một hết anh Hùng đi ra à anh Hùng à đây xe này không có ai luôn đấy mỗi hai anh em mình đã đi 48 chỗ luôn này anh Hùng chắc ngày mai ra sau anh Hùng đang bận ở nhà có việc riêng tí ở nhà đang có rổ chạp gì ấy nhưng hôm nay là hiện tại là anh nhấn là đi trước rồi anh nhấn là bắt xe bên Hà Tĩnh đi trước rồi còn anh em mình đi sáu này ơi đi ba anh em căn nhà mà mời anh Hùng đứng hiện tại đang có việc anh Hùng hiện tại đang có việc một tí ngày mai là rổ ba gì ấy cho nên anh Hùng về ở nhà đây xe đi 48 chỗ ấy đi từ Hà Nội ra Vinh ra Hà Nội thì không có ai đâu chỉ có một hai anh em luôn năm à ngồi đây ngủ đi view dậy đây view đánh ở chân này anh dạ ở chân này luôn anh đi vệ sinh à dạ đi vệ sinh chuẩn bị có dẹp chứ còn đi chung ba tiếng đi vệ sinh đi toàn gọi này hai anh em anh tuổi toàn gọi mà bữa nay họ họp lớp mọi người ạ họp lớp lớp 8 mà hôm nay Alex họp lớp mình họp lớp hai anh em là như là mấy lần nửa tỉnh nửa mấy đây năm này đi ngủ quậy thì kinh ok hello chào các bạn ngày mai là anh em mình sẽ ship toàn bộ sản phẩm của tình cảm gì ngày mai anh em mình sẽ ship toàn bộ sản phẩm của Quang Linh Store là đi khắp thành phố Hà Nội nhá mọi người ai ở mai ở Hà Nội là anh em mình vừa ship sản phẩm luôn ship tận tay luôn nhá đấy ở quanh Trung Kính đấy thầy sẽ 48 nhân năm này sẽ 48 chỗ luôn mà không có ai luôn này nói mà nó phẹt đâu không phải nó phẹt mọi người đâu nha thầy luôn này đến xe này không có ai luôn đây đồ này đến xe không có một người nào luôn chỉ có mỗi hai anh em bây giờ chỉ có Hà Nội về Vinh thôi chứ bây giờ Vinh Hà Nội thì không có ai đi đâu này đây nói nó sai luôn không có một người nào sáu đấy hình như có một người nào sáu đấy đúng rồi có một người nào nhưng hai anh em ấy Dương này đây mọi người nhìn thấy nhá này mình lên tận tầng một luôn đây 1.2k người cùng đi luôn đúng rồi xe cái đấy anh ấy đấy vậy này gì khó khăn á đấy này xe đi không có người luôn đi mọi người qua đây cũng để anh em mình đi qua đó luôn rồi đây 1.000 một người coi này à, dạ, chưa anh hỏi có ai ra rồi không anh đi đó luôn này đây đây là anh lái xe này chứ đừng buồn này chứ đi ra rồi hôm qua đi ấy chẳng thật về thôi chưa kịch về thôi đấy hôm nay em báo cả xe anh nhá rồi, em báo cả xe đây anh lái xe chứ đừng buồn này không có ai đi cả tí đây xe này giờ chỉ có hai anh em mình đến xem mà mọi người ai đang xem ở Vinh Cần ra nồi là gọi để cho anh em mình đón nha giờ đang đi ra nồi đây ồ đấy lưng to
không 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 lâu đâu, sẽ không chạy thôi, chắc không sao đâu. Thôi anh em anh yên tâm rồi. Này. Ngày mai là tất nhiên công ty. Ngày mai là tất nhiên công ty nha mọi người. Nên là ngày mai là shipper toàn cầu luôn. Toàn Hà Nội. Đâu có người không có đâu, người giờ vẫn ra Hà Nội ít lắm, giờ ai đi đâu, giờ chủ yếu người ta bên Tết thôi. Đấy đang ở hình như ở Nghi Kiếm rồi. Đi Hà Nội bạn ơi. Đấy, xe hôm nay, xe có 42 chỗ, 1.000 người ngồi, kiệt tất đây, ngồi trong lên nhau. Có hai anh em mình đi một xe luôn này. Đấy. Có hai anh em mình đi một xe luôn. Tất nhiên rồi. Có chủ tịch mà. Ai đâu ơi? Ai đâu? Nước. View. Với xe đấy. Phải. Thôi đi lại đi. Đi. Không. Đúng rồi, ba anh em đi với nhau. Có anh Nhân mà. Anh Nhân về là chú Quỷ đi xe riêng mọi người. Ôi trời. Ôi, dễ. Xe 48 như mọi người, không có ai luôn, không có một người luôn. Chỉ có là mặt Quang Dùng bây giờ tay mệt luôn, tại như mà đi nhảy luôn. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Có hai anh em như nào mọi người ơi, xe này, sáu này, mọi người nhìn thấy chưa, xe này. Không hề có một bóng người luôn. Mà đi ra rồi. Chỉ có một người bên này thôi, chỉ có một người bên này thôi, nó ngủ. Là ba anh em đi xe bảo hiểm mà hôm nay bảo hiểm. Đi ra Hà Nội mới như vậy. Thôi đi. Giờ chỉ có Hà Nội đi về thôi. Giờ anh có muốn hát bao nhiêu? Không hát chứ này. Đấy. Tao bị hát chứ này. Hát rồi. Hát bao nhiêu? Chào Xiên Y Xiên nha. Có ai đâu mà cho anh ngủ, không có ai. Không có ai cả. Còn cái anh bên này thì đuổi xuống đi. Đuổi xuống luôn. Cho xuống luôn. Có một thầy bút. Đấy, có một người 56 đấy mà cái này. Mà tí nó thích nó đuổi xuống mà. Đi anh ơi, không xé, không có ai mà. Chờ cái đông này. Dạ. Giúp anh gần đi rồi. Dạ. Rồi anh sao cái? Sao cái? Mở vã được đây. À. Dạ. Hôm nay là đuổi hết quá. Dạ. Lão nhào là đuổi hết. Dạ. Có cái anh bên này ngủ này, ngủ yên này, không nói gì này. Nhưng mà nói là đuổi hết mà, đuổi xuống luôn. Xé chứ có hai người thích. Đây. Tay nghe không? Tay nghe chứ mày bắt vô đô tủ đây. Dạ nhưng mà... Ông anh không có... Anh không có cái này mà mới đi. Nghe, anh em mình đã là tất niên một tí. Chơi thú mà. Mẹ xem súng con mẹ bà không chị hề không bà thì cần lắp tai nghe có là từ nghe mà thôi sẽ này hai anh em mình này không năm hôm nay là bảo hiệp dương từ Vinh ra Hà Nội bảo ơi gió là không quá khách không gọi là mình cứ nổ đi nổ bảo ơi hôm nay là bảo tất cả một cặp dương là từ Vinh ra Hà Nội còn có anh bên này nó ngủ này lộn xộn là đuổi đã luôn đuổi bao đuổi bao ấy gọi là không có khai thôi mà xảy ra đừng lại được xảy một xảy là đi xí đấy xảy đấy tính tao đánh sập ấy xảy mà xảy thật mà thật mà anh uống em uống đâu anh đi anh liên hoan lớp cho em có uống đâu 7 tiếng đấy, hôm nay đến xe mà cái mà cái là đuổi xuống luôn đuổi sách đuổi hết bao xe từ Vinh ra rồi luôn. Không nhưng mà chạy thật đừng lái nè, đừng quay nè, chạy thật đừng quay nè. Nói anh say em say đâu? Cái à, chạy thật mà đừng quay nè. Nhưng mà anh uống em uống đâu? Nhưng mà chị biết đấy nhưng mà chị
đừng ngủ quen nữa, anh cháy thật mà. Thì anh nằm ngủ đi, anh chỉ cần nằm thế là view nó tự căng lên. Anh chỉ cần ngồi nằm cười thôi, không nói gì với trên xe của ai đâu. Có cái anh nằm, có anh nằm một bên đây. Nhưng mà cháy thật, đừng ngủ quen, quen phản cảm nữa, cháy. Không, anh chỉ cần, không, anh chỉ cần nằm ngủ được mà, anh chỉ nằm ngủ đi. Thôi đừng. Anh nằm là được. Anh nằm là được, anh không cần phải nói. Quang Dũng hôm nay đi đi tất niên đó Lộc Bình luôn không đâu. Đó, có hai anh em này, có hai anh em mà nằm này. Mọi người nhìn thấy chưa? Này không có ai luôn này, xe này riêng nằm không có ai luôn. Không phải là anh em mình báo mà mọi người, tại vì là không, nhưng mà anh, Hà Nội. Anh không cần phải nói, anh việc của anh là chỉ cần nằm nằm im ngủ ngủ anh ngủ anh ngủ anh ngủ. Ok ok. Ngủ anh chỉ cần rồi, nằm ngủ. Rồi, rồi. Anh chỉ cần nằm ngủ được. Vậy mà nhưng mà xảy đừng có quậy. Không, anh chỉ cần nằm ngủ được. Ngoan ngoan nào. Cái này là bạn bè cấp ba chúng mà. Bé yêu ngoan nào. Bé yêu ngoan nào. Chỉ cần nằm cười, nằm ngủ và cười. Vậy mà cười nhếch mép một tí được không? Vậy vì mình lâu ngày không về đây, mình bạn bè cấp ba chụp thì mình ngủ. Người ở bà bay. Anh chỉ cần nằm, anh chỉ cần nằm ngủ cho em, nằm yên một chỗ cho em được. Không sao. Thấy, thấy quay thì cái gì? Không, anh chỉ cần, anh chỉ cần nằm ngủ. Nhưng anh, mà... anh ngủ đi, anh thật kìa, anh ngủ thôi, anh không cần nói nhiều. Nhưng mà xảy rồi thì đừng quay nữa, xảy rồi thì quay em gì nữa. Thằng anh, xe của Khánh à? Nhà em nó có 1.000, 2.000 người đang ngồi lên xe đây. 2.000 người đang ngồi lên xe đây. Anh cứ đấy. Xảy rồi, quay nữa. Thì đã bảo là ngủ đi, cứ bảo anh chỉ cần ngủ thôi, anh chỉ cần nằm thôi. Mọi người thôi thông cảm với giảm xe, mọi người giảm xe đi. Xe nói xí đi. Anh chỉ cần nằm đi, có cái ống đứng sau à, có cái ống đứng sau. Đồ lính à? Món đồ lính thôi. Lính, lính phía điểm mời có comment nhá. Không nhưng mà mọi người thông cảm với xe vì cấp 3, à quên. Mà anh xe em là xe đâu, em có uống không có xe. Học cấp 3 hay? Học cấp 3. Học cấp 3 của anh nhớ, em học đại học mà. Đi học đi, anh không đại học Vinh. Bé ơi, ngủ ngon, đêm đã khuya rồi. Thôi nhưng mà chạy thôi đi, đừng quay nữa. Ngủ ngon nào bé yếu của anh. Ngủ ngon nào. Thật đi, đợi đi. Anh chỉ việc ngủ thôi, anh chỉ việc... Mày. Anh chỉ cần việc nằm ngủ thôi. Nhưng mà chạy thôi, đừng có quay nữa. Muốn tới 9 năm ngủ rồi anh ấy. Xe em đừng quay đây. Dưới đến cổ 2.000 người, 1.800 người ngồi lên xe anh này. Chúng em nở rồi, đừng có nở nữa mà. Đừng có quay nữa mà, đừng có quay nữa, đừng quay video nữa. Ông bên đây, ông bên đây lão nhạo nó đuổi xuống xe lắm. Ghi bắt đuổi, bắt xuống, bắt xe khác đúng không? Nó nhỏ nhỏ nha mọi người, không, mà, người ta nghe, người ta đánh chết đi. Nhưng mà xe em đừng có quay nữa, tắt đi, đừng có quay nữa. Quay không được thè. Năm ngủ, năm ngủ, để cho ai đâu năm ngủ. Thì ông bên em mà nói nhiều là đuổi bên nó đuổi xuống mà. Anh em mình bảo sẽ mà nói nhỏ nhỏ ấy, không người ta nghe, người ta dạy đánh chết đi. Không phải đua cho vui tí thôi. Chứ không phải đuổi người ta xuống đâu, chết đi. Có cái ông bên ngồi bên xe đây. Có cái hai cái ông ngồi bên, có cái ông ngồi bên xe kia. Ai đứng nằm bên kia. Nói nhỏ nhỏ không người ta nghe thấy là người ta đánh vỡ mồm ấy. Ê đây, dưới đến việc của anh làm ấy. Dưới đến việc của anh ở đây. Anh ấy thu tiền à? Thu tiền để cho em á, trả tiền anh. Ui dưới, đây là việc trả tiền là sướng và đây là việc trả tiền là tình. Nói nhỏ nhỏ nha mọi người. Nói nhỏ nhỏ thôi. Nói nhỏ nhỏ ấy, không, họ nghe đây là chết đấy. Họ nghe là người ta đuổi xuống, anh em anh đua cho vui thì thôi, đúng không? Dạ em xin lỗi anh. Thấy chưa đến, anh lấy chuyển khoản tiền này. Ui xời. Ui xời, chuyển khoản này. Ui xời. Đứng tỉnh mà. Nhắc đến chuyển khoản là tỉnh có ghê. Điện thoại anh cấp nóng đâu, mình đâu ở đâu ấy. Hôm nay anh dùng đi tất niên. Hôm nay anh dùng đi. Xe này 48 chỗ đúng không anh? 48 chỗ là nhấn cho bao nhiêu đây? Là trả hết tiền ngày hôm nay nha. 34 à? Xe này là 34 chỗ ngồi. Là trả hết luôn đi. 34, nhiều nữa. Hả? Nhiều nữa. Thì cái nhiều trả hết. Ta báo xe mà. Cái báo xe gì? Ta báo xe mà. Hai anh em mình báo xe rồi, báo xe. Mình nói nhỏ nhỏ thôi, không người ta nghe chết đi. Người ngồi đâu xe đâu, đùa mọi người tí cho vui thôi. Đi Hà Nội. Đi đến Cần Thơ chứ.